Giấc mơ chinh phục bầu trời đã đến gần hơn bao giờ hết với Sky Angel. 10 gương mặt xuất sắc nhất vượt qua vòng tuyển chọn đã sẵn sàng bước vào hành trình chính thức của cuộc thi. Những thử thách thú vị, những bài học giá trị. Ai sẽ trở thành gương mặt đại diện hãng hàng không Nord Air và sở hữu giải thưởng 330 triệu đồng? Đón xem Sky Angel, Thiên thần bầu trời, 19:30 thứ bảy hàng tuần, từ 19 tháng 9 duy nhất trên kênh Let's Việt.